chào các bạn, hôm nay tôi xin phép được giới thiệu với các bạn một cái sản phẩm, đó là một cái chất liệu khi chúng ta dán lên một cái gương trong suốt thì chúng ta có thể sử dụng một cái máy chiếu để chúng ta chiếu qua, để mục đích là chúng ta lên các cái hình ảnh và các cái video quảng cáo thay cho TV và màn hình LED. Như các bạn đã biết, để có thể đầu tư vào một cái màn hình LED thì thị thường từ 150 đến 200 inch thì chúng ta cần khá là nhiều tiền, số tiền nó có thể lên đến cả 100 triệu đồng. Trong khi chúng ta tận dụng cái chất liệu này kết hợp với một cái máy chiếu thông thường thì chúng ta có thể tạo nên một cái sản phẩm quảng cáo rất là tuyệt vời. Đặc biệt loại này nó là chi phí giá thành rẻ, dễ dàng lắp đặt và có thể tận dụng được các cái máy chiếu hiện tại của chúng ta. Và đây các bạn có thể thấy được là cái miếng pad này tôi đã dán sẵn lên cái gương rồi, và khi mà chúng ta chiếu thì chúng ta sẽ chiếu từ phía đằng sau lên. Ví dụ như các bạn cứ tưởng tượng phía đằng sau tôi là cái ngoài mặt tiền đường đi, và phía bên trong là phía trong nhà của chúng ta. Bây giờ chúng ta muốn quảng cáo một cái hình ảnh hoặc một cái video nào đó cho cái người đi bên ngoài người ta xem được cái video này, thì chúng ta chỉ cần dán một cái tấm này từ phía bên trong cái gương của chúng ta, và chúng ta sử dụng cái máy chiếu đặt phía bên trong nhà, chúng ta chiếu lên cái gương đó thì phía đằng phía bên ngoài tức là phía tôi đứng này sẽ có thể xem cái hình ảnh rất là rõ đẹp. Tiếp theo tôi sẽ chuyển cái camera, cái điện thoại của tôi sang phía sau này để chúng ta cảm nhận được cái chất lượng hình ảnh được chiếu lên, xem nó đẹp cỡ nào nha các bạn. Tất nhiên thì nó đẹp, nó sáng đẹp cỡ nào thì nó còn phụ thuộc một phần vào cái chất lượng cái máy chiếu nữa, chất lượng hình ảnh từ cái máy chiếu ra nha các bạn. Cái mình cái tấm này nó không quyết định được cái chất lượng hình ảnh. Đây, khi mà chúng ta chiếu từ phía đằng sau cái máy chiếu, tức là máy chiếu đặt phía trong nhà, thì hình ảnh chúng ta xem được đây. Đấy, ok các bạn ạ. Tại vì cái máy này đang độ sáng khá là cao mà tôi đặt ở cự ly gần nữa cho nên là nó sẽ hơi bị chói một chút. Tôi sẽ giảm bớt cái độ sáng xuống một chút. Đây các bạn có thể thấy được cái chất lượng hình ảnh nha. Nhảy lên khá là đẹp luôn. Để có thể dán được các cái tấm pad này lên trên cái gương của chúng ta thì cái điều kiện là cái gương của chúng ta phải là gương trong suốt nha các bạn. Gương trong suốt. Việc dán này giống như trang chúng ta dán một đề can thông thường lên một cái màn hình TV, màn hình LCD hoặc cái màn hình điện thoại của chúng ta thôi. Và khi mà các bạn mua thì chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách dán khá là đơn giản. Ở đây các bạn có thể thấy được nha, khi tôi nhấc lên thì chúng ta không thấy gì, khi tôi đặt xuống thì thấy hình ảnh ra khá là đẹp luôn. Đây. Về chất liệu này thì nó có hai loại, đó một loại trong suốt và hay còn gọi là sám trong, và một loại thứ hai là loại sám đục. Hai cái loại này cũng có sẵn hàng tại công ty chúng tôi để cho khách hàng có thể đến trải nghiệm và xem demo. Tôi có dán sẵn lên các tấm gương như vậy. Đây. Các bạn thấy chúng ta có thể cảm nhận là cái tấm sám đục thì nó sẽ có cho chất lượng hình ảnh nó sẽ đẹp hơn vì nó khả năng bắt sáng nó tốt hơn tấm sám trong. Thì hai cái này nó đều có những ưu điểm và nhược điểm, thì tôi sẽ phân tích để chúng ta cùng thấy cái ưu điểm và nhược điểm của nó. Cái ưu điểm của cái tấm sám đục này là khi mà chúng ta chiếu khi chúng ta dán lên thì nó sẽ cản ánh sáng phía bên ngoài đi vào bên trong. Tức là bình thường chúng ta gương trong suốt thì chúng ta đứng bên trong chúng ta nhìn thấy bên ngoài bình thường, nhưng mà khi chúng ta dán tấm này thì chúng ta sẽ không thấy, tức là nó sẽ làm giảm cái lượng ánh sáng từ phía bên ngoài nhà và bên trong nhà. Đó là cái nhược điểm của nó. Tuy nhiên ngược lại, chính cái nhược điểm này là sẽ là làm nên cái ưu điểm của nó, là khi chúng ta chiếu lên thì cái hình ảnh nó sẽ đẹp, nó đẹp hơn là cái tấm trong. Đấy các bạn thấy nha, chất lượng hình ảnh nó không thua gì TV và màn hình LED 4K. Tất nhiên như tôi đã nói từ ban đầu là nó còn phụ thuộc nó đẹp hay không, nó còn phụ thuộc vào cái máy chiếu của chúng ta nha các bạn. Đây các bạn có thể thấy được này, hình ảnh tuyệt vời luôn. Đây là cái tấm chất liệu là sám trong, nó là cái dạng cụ. Khi chúng ta mua thì công ty chúng tôi sẽ cắt theo cái kích thước yêu cầu của chúng ta. Loại thứ hai đó là cái loại sám trong. Cái sám trong và cái sám đục thì nó hai cái này nó sẽ ngược lại một chút xíu. Đó là khi mà chúng ta dán cái sám trong này lên thì cái ánh sáng ở bên trong và bên ngoài nó sẽ vẫn thông nhau, nó không cản ánh sáng từ phía bên ngoài. Tức là khi mà chúng ta đứng bên ngoài và bên trong chúng ta vẫn có thể nhìn thấy nhau bình thường.
ưu điểm là nó sẽ không làm cản cái ánh sáng tự nhiên từ phía bên ngoài vào bên trong, tức là chúng ta đứng chúng ta có thể thấy nhau trước và sau cái tấm này. Nhưng nhược điểm thì cái chất lượng hình ảnh nó so với cái tấm sáng đục này nó sẽ không đẹp bằng. Theo chúng tôi đánh giá thì nó đạt khoảng 80 so với lại tấm sáng đục. Và như vậy thì tùy theo cái mục đích sử dụng và yêu cầu chúng ta mà chúng ta lựa chọn cái loại nào cho nó phù hợp nhất các bạn. Đây là chất lượng này. Thì tôi đang quay ở cái cự ly khá gần cho đó, cảm giác là nó sẽ bị chói. Nó sẽ bị chói cái bóng đèn. Tôi mới chiếu vào, còn bình thường thì chúng ta coi là khoảng cách xa khoảng 2-3 mét thì nó không bị đẹp. Hơn nữa một phần nữa là do cái máy chiếu của tôi ở đây đang sử dụng cái máy được cường độ sáng khá cao.